hướng dẫn anh em cách cài đặt bộ khóa vân tay cửa gỗ lốc pro dạng kéo đẩy cút cun, bộ khóa lốc pro. Anh em mở cái nắp này ra, ở phía trong này có phím S, đây là phím S này. Khi muốn cài đặt vân tay mật mã thẻ từ thì anh em ấn phím S. Khi ấn phím S thì ngoài màn hình nó sẽ hiện lên, đây mình sẽ cài đặt mật mã, nhập mật mã 1 2 3 7 8 9 chẳng hạn, kết thúc không sao. Như vậy đã thành công, đã cài đặt mật mã thành công. Mình sẽ đóng cửa lại để kiểm tra. Cửa đã khóa, tự động khóa, cửa đâu để kéo ra không được. Mình sẽ nhập mật mã này, 1, 2, 3, 7, 8, 9, sao. Ok, open rồi. Đấy là cài đặt mật mã. Muốn cài đặt vân tay thì các bạn chỉ cần ấn phím S, sau đó màn hình nó hiện lên thì đặt ngón, muốn cài đặt vân tay vào, đặt ngón vân tay vào, đặt vào, xác nhận 4 lần, gắn nhấp máy lần thứ 2, đặt lần thứ 2, đặt lần thứ 3, lần thứ 4, như vậy đã thành công. Muốn cài đặt thêm thì lại đặt ngón khác vào đây, tương tự thế. Còn không muốn cài đặt nữa thì ấn phím S để thoát ra. Đó, để thoát ra mình sẽ kiểm tra. Hello, đang để chế độ tự động khóa nên nó sẽ tự động khóa khi mà vừa đóng là vân tay vừa cài đặt xong. Ok, open. Ok, tương tự với cài đặt thẻ từ, đây là thẻ từ. Thẻ từ này mình đã cài đặt rồi, bạn cũng làm tương tự là ấn phím F vào đây và sau đó đặt thẻ từ vào vị trí trên khóa có ghi đó. Đó, sau chế độ cài đặt ở phía ngoài sẽ không thể mở được, ở phía trong mình sẽ không cần phải đặt gì, mà phía trong mình chỉ đẩy cửa ra nó mở. Ok, cửa đã khóa, chỉ việc đẩy ra. Rồi, đẩy ra là cửa sẽ tự động mở. Ở đây có nút chế độ auto và manual. Auto và manual, nếu mà gạt sang chế độ manual thì khi mà cửa đóng vào thì cái chốt nó sẽ không tự động lao ra. Ở đây có một cái chốt này. Chốt để khóa. Đây cái chốt để khóa. Đây, ví dụ khi mà bạn cái này bị định tì vào đây, ở đây có 5 chân từ. Nếu còn lại có 5 chân từ để đóng vào, nó không tự động khóa như vậy nhé. Khi bạn muốn khóa ấn thêm nút này, nghe tiếng động cơ. Đó, động cơ đã chốt khóa. Bên trong của bạn mở ra, mở bình thường. Bình thường thì chúng ta ở nhà riêng để chế độ auto. Ok,